đặt mục tiêu ít nhất vào đến chung kết cúp truyền hình BRT năm 2023. Đội bóng đá chủ nhà U11 Bà Rịa năm nay kỳ vọng vào những nhân tố xuất sắc. Chơi vị trí hậu vệ nhưng Minh Đức lại có kỹ thuật và tư duy chiến thuật rất ấn tượng. Tại giải bóng đá thiếu nhi nhi đồng thành phố Bà Rịa 2023 vừa qua, Đức đã ghi đến 4 bàn thắng, đồng thời giúp đội nhà hạn chế bàn thua, qua đó đạt hạng nhì tại giải. Con cảm thấy rất là vui khi mà được tuyển chọn vào BRT của thành phố Bà Rịa. Con và các đồng đội đã tập luyện rất là nhiều, chuẩn bị đầy đủ chiến thuật và thể lực. Và mục tiêu của tụi con là sẽ mang vô địch về cho thành phố Bà Rịa. Tiền đạo Nguyễn Quang Đạt với hiệu suất ghi bàn ấn tượng 9 bàn trên 4 trận đã góp phần giúp U11 Phùng Phước Hưng đăng quang ngôi vô địch giải bóng đá thiếu niên nhi đồng thành phố Bà Rịa 2023. Với đội hình U13, thủ môn Nguyễn Thành Tiên Tri được ví như hòn đá tảng góp công lớn giúp đội bóng U13 Bà Rịa vào đến bán kết chung kết và đạt chức vô địch tại giải đấu năm 2022 sẽ là chốt chặn tin cậy để U13 Bà Rịa năm nay bảo vệ chức vô địch. Những nhân tố xuất sắc nữa trong đội hình U13 Bà Rịa là hậu vệ biên mang áo số 3 Trần Nguyễn Trọng Tâm, trung vệ số 10 Đặng Thành Danh. Với nền tảng thể lực tốt, kỹ thuật hoàn hảo, không chỉ phòng thủ tốt mà còn có khả năng dứt điểm chính xác và đầy uy lực, hứa hẹn sẽ góp phần giúp U13 thành phố Bà Rịa hiện thực hóa mục tiêu bảo vệ thành công chức vô địch ngay trên sân nhà. Mục tiêu của con sắp tới sẽ hướng tới chức vô địch, cố gắng hết sức trong từng trận đấu, bảo vệ lưới nhà để không bị phản lưới, thủng lưới. Và nếu có cơ hội thì con sẽ tham gia tấn công cùng với đồng đội.